Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì dòng mẹ Bosin mũ Bombay của chú chị. Đó, mẹ Bosin mũ Bombay ha. Nói chung thì hiện tại đang giữ con cái 3B. Đó thì nói chung thì bộ mẹ con này thì nói chung thì mấy bữa trước em có lên cô chú chị. Đó là nói chung thì có anh ở Đồng Nai anh chốt ha. Đó, anh chốt rồi anh hứa đặt cọc thì lúc cuộc anh không đặt nên bọn mẹ con này còn luôn. Đó thì nói chung thì cũng mắc duyên. Đó thì mẹ con này hổm là em đăng 21 triệu của cô chú nhìn là bao ship ha. Nói chung thì mắc duyên này anh chủ nhà bớt cho anh 1 triệu. Đó, hôm nay là em đăng lại là bán cho 20 triệu. Đó, thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con cá 3B đó thì lứa thứ 3 của chú nhìn. Và hai con thì nói chung thì nó cũng cả 2 tháng rồi. Đó, mẹ con chân móng hoàn thiện không ổn, xe là xuống lúc xuống luộc chi. Đó thì con mẹ này chiều cao là 1m3 bọt. Đó, 1m3 nhưng mà được con cái thì mẹ thùng dạo kiểu mẫu rất đẹp luôn kia chú chị. Đó, chân móng là chân móng sò ha, súng yếm sái tích thì nghiêm chỉnh. Đó, còn con nè. Đó, con thì nói chung thì cũng rất mát sữa luôn của chú chị. Đó, con đó thì em quan sát thì sao để làm giống sinh sản luôn. Đây con nè, đó rất mát sữa luôn. Đó, con nó thì nói chung thì dòng F1 ha. Đây, chân móng xương sóc nè. Đó, mới 2 tháng tuổi của chú chị. Đó, đối với những bộ mẹ con mà đã rồi thì bên em bán cho bao loại cô chú chị trong vòng 3 tháng. Đó, nếu về có lưu ý trục trặc bên em thâu bò về, bằng tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đó, mẹ con giá 20 triệu, 20 triệu là bên em bao ship cho bà con tới nhà ha. Đó, thì bà con nào ưng thì mình tua tới tua lui mình xem cho kỹ đi, thiệt ưng mình mới mua ha. Đây, mẹ vú thì quan sát là 4 vú. Đó, chân móng nè cô chú chị, rúng miếm nè. Đó, bao cái mặt cái lưng nghiêm chỉnh ha, mẹ mặt mày nè. Mẹ thì em quan sát liền một màu luôn, không lan không đốm của chú chị. Đó, mẹ thì liền một màu luôn. Được con cái thì mẹ thùng dạo thì rất đẹp luôn của chú chị. Đó thì nói chung thì bà con nào ưng thì mình xem tới nuôi cho kỹ đi. Đó, cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua ha. Còn nào giá cả hợp lệ thì bà con mình lại khác ha. Đó, 20 triệu là mình em bao ship cho bà con tới nhà luôn, dùng 280 số. Mẹ thì liền một màu luôn nè, không lan không đốm gì. Đó, lông những mức luôn của chú chị. Đây con nè, con nói chung thì rất ú luôn. Đó, con đứt nở chai nở nè, rất ú gì ta. Đó, lông da nè. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa, 7 giờ tối hàng ngày. Đó, thì bà con nào muốn mua bò vô béo bò sinh sản cho 2 khung giờ của anh thì điện cho em ha. Đây, tướng tá cấp mình nè. Đó, tướng tá cấp mình nè, của chú chị. Chừng móng nè. Đó, chừng móng sò ha, xương sóc đúng yếm nè. Con này, con tướng tá cấp mình, đó mới 2 tháng tuổi mà em nên uống mát sữa dây bò luôn của chú chị. Đó thì hình ảnh gì giá cả của bộ con em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó, giá là 20 triệu là bên em bao ship cho bà con tới nhà luôn, dòng 200 số ha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ siêu đỏ của chú chị. Đó, con mẹ siêu đỏ thì nói chung thì hiện tại thì đang giữ con đực kem. Đó thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con đực kem này thì lứa thứ hai của chú chị. Đó, con thì nói chung thì 4 tháng tuổi ha. Đó, con 4 tháng tuổi mà con mẹ thì anh chủ nhà nó bơm tinh lại được là 1 tháng 20 mấy ngày của chú chị. Đó thì chủ nhà nó là bơm tinh 2 ngày nữa là 2 tháng của chú chị. Đó, 2 ngày nữa là 2 tháng ha. Đó, nhưng mà nơi cái dòng siêu đã con thì khỏi nói luôn, đực nó ú như con heo luôn của chú chị. Đó, mẹ thì nói chung thì cũng nằm về tàn sát nhất rồi. Con mẹ này thì em đo chiều cao là 1m38 tới 39 bò. Đó, nhưng mà con cái thì con mẹ siêu này thì nói chung thì nó có hơi bông ha. Đó, nó có hơi bông rúng của chú chị. Nhưng mà nói chung thì bông giá gì bây giờ nói chung thì nó đẻ ra còn đực mà mát sữa nó uống như này là bán có tiền. Chứ không có bông giá đốm như tên của chú chị. Đó, thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại đó thông hình. Đó, con mẹ thì tàn sát nhất luôn, lông da bóng giận luôn. Đó thì con mẹ này về thì bà con mình 1 tháng nữa là bà con mình có thể là khám chữa được các cô chú chị. Đó thì nói chung thì chủ nhà nó là có thông tin là được 2 ngày nữa là 2 tháng ha. Đó, con đực thì được 4 tháng tuổi rồi. Con đực này chiều cao là cũng 1m lẻ rồi cô chú chị. Đó, 1m lẻ rồi, con mẹ thì chiều cao là 1m38 39 bò. Đó thì mẹ con thì quan sát thì chân móng hoàn thiện đã không ổn, xe là xuống rúng ruột gì.
đó. Nói chung thì nằm về 1m38-39 thì nó cũng nằm về tàn sát nhất rồi cô chú chị, đó nằm về tàn sát nhất rồi. Đây tướng ta cắp mình chân móng ha. Em nói mẹ để con mát sữa thì khỏi nói luôn đó. Thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 28.500 đó. 28.500 là bao ship cho bà con tới nhà luôn trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại đó Thuận Hình. Thì đối những bộ mẹ con mà đã rồi bên em bán sẽ bao lỗi cô chú chị trong vòng 3 tháng đó. Nếu việc lú hí trục trặc thì bên em thâu bộ về hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn đó. 28.500 là giá này em bao ship cho bà con tới nhà luôn trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con nào ưng thì tôi tới tôi luôn xem cho kỹ đi, thiệt ưng mình nó mua ha. Đó thì trước tiên thì em quay con đực tước này cô chú chị. Nó còn đực nó ú luôn, không bị lực khỏi nói luôn. Tướng ta cắp mình nè, đầu thì đầu cổ. Đó, đầu cổ xương sóc chân móng to ha. Đó, tướng ta cắp mình em nó biên lực đít nở dài nở sao thì hết nấu luôn cô chú chị. Đó. Thì em nói chục con một siêu thì để con mát sữa hết chục con này. Đó, tướng ta cắp mình cái mặt nè. Đó nhìn con mặt con y hệt như mặt con bà mẹ luôn cô chú chị. Đó con phần chân móng nè. Đó cô chú chị mình thấy chân móng không, xương sóc thì khỏi nói luôn, không ốp xe là xuống rúng ruột gì ha. Em nói nó bình lực dữ dằn cô chú chị. Đây phần đít của nó nè. Đó. Đít nè, dàn dai nè. Bà con mình coi cái dàn dai của bà con nè. Em lấy đít nở ha, dai đôi. Đó, còn mới 4 tháng mà mẹ là đã bơm tinh lại được 2 tháng rồi cô chú chị. Còn 2 ngày nữa là 2 tháng ha. Đực nè, cổ thì cổ vắng cổ rô nè, cái dàn dai của nó nè. Đó bà con mình coi cái dàn dai dàn lưng cũng được nè. Đó mà mẹ con luôn có 28.500 mà bao ship cho bà con mình tới nhà luôn. Thì bà con nào ưng thì mình xem tua tới tua luôn mình xem cho kỹ đi, thì ưng mình nó mua ha. Đó thì về phần mẹ mặt mày nè của chú chị. Đó mẹ thì mặt mày nè. Đó xe mặt xe tên thì nghiêm chỉnh ha. Thì con mẹ này xe lưng thì em quan sát thì nó hơi tròn mì dai. Đó với con mẹ này thì nói chung thì nó có hơi bông nè của chú chị. Đó đó vú thì 4 vú nè ha. Đây chân trước nè. Đó chân móng xương sóc thì rất to. Đó chân sau nè. Đó đuôi thì lệch vọt luôn. Nó mẹ này tàn sát nhất luôn. Chiều cao 1m38-39 bò nằm về tàn sát nhất này cô chú chị. Đó tụi con nào ưng thì mình tua tới tua luôn mình xem cho kỹ đi, thì ưng mình nó mua ha. Ô mẹ mặt mày nè. Đó thì em kênh sang nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vô béo bò sinh sản vào 20 giờ của anh điện cho em ha. Mẹ hết biết mẹ không? Tàn sát hết biết không? Đó. Cùng dạo tướng tá cấp mình rất đẹp luôn. Đó con này. Đó con nó biên lực khỏi nói luôn của chú chị, uống nuôi uống nút luôn. Đó những em nói dòng bò siêu cái con thì nó mát sữa thì khỏi nói rồi. Đó bà con nào ưng thì mình xem hết tem lưu cho kỹ đi, thì ưng mình nó mua ha. Đó thì bộ mẹ con này giá là 28.500. Đó 28.500 là bao ship cho bà con mình tới nhà luôn trong vòng 28 số. Thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại của Tùng Hình. Mẹ này mà đóng cái bộ mặt cục này với cái miệng này thì nó ăn nước ăn thì khỏi nấu được cô chú gì. Quá. Nước ăn thì khỏi nấu đi. Mẹ hết biết mẹ tàn sát hết nấu hỏi luôn cô chú gì. Sát hết biết không? Đó thì nói chung thì bà con mình ưng thì mình tua tới tua luôn mình xem cho kỹ đi, thiệt ưng mình nó mua ha. Đó, chứ bà con mình nói chung thì bỏ tiền ra để mình mua cặp bò về mình làm giống sinh sản, bà con mình có quyền lựa, mình lựa tới lựa lui cho kỹ đi. Đó, cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua, còn nào giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm cái hộ khác ha. Đó mẹ con đực luôn mà có 20 mấy triệu, 28.500 là bao ship luôn cho bà con mình ở nhà luôn. Đó trong vòng 28 số. Đó thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chìm rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.